Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 17 tháng 2 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục vụ mùa chay năm 2016 của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Kế đó là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11. Từ câu 29 đến câu 32. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo. Đức Giêsu bắt đầu nói, thế hệ này là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này, và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Quý vị và các bạn thân mến, hầu như ai cũng biết đèn tín hiệu giao thông đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tiết giao thông. Ai cũng biết khi đi đường gặp đèn xanh thì chạy, đèn vàng đi chậm và đèn đỏ thì dừng lại. Đó là luật giao thông đường bộ. Nhưng thực tế lại không hẳn thế. Trên những cung đường đi lại hàng ngày, chúng ta vẫn bắt gặp một ai đó, hay thậm chí là chính chúng ta, gặp đèn xanh đi, đèn vàng cũng đi, và thậm chí đèn đỏ còn đi nhanh hơn nữa. Cuộc sống có vô vàn những thứ đèn tín hiệu cần thiết đặt ra cho chúng ta. Vấn đề là làm sao chúng ta có thể đọc đúng được ý nghĩa của những dấu hiệu đó. Phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy hai lối tiếp cận dấu lạ khác nhau. Dân Ninive tội lỗi đã không nhận được dấu lạ nào, ngoài ông Jonah. Nhưng họ đã nhận ra lời cảnh báo của Thiên Chúa khi ông Jonah rao giảng cho họ, và họ đã ăn năn sám hối. Trái lại, nhiều người Do Thái thời Đức Giêsu do quá đặt nặng dấu lạ, đã chỉ dừng lại ở dấu lạ, mà xem nhẹ lời rao giảng và việc làm của Đức Giêsu. Kiểu nói của Đức Giêsu hơi khó hiểu, không làm dấu lạ, nhưng lại có dấu lạ. Một đàng, người nói sẽ không cho một dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ ông Jonah. Đàng khác, người lại khẳng định, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Thật ra, nếu Đức Giêsu là dấu lạ cho người đương thời, thì không những người cho dấu lạ, mà dấu lạ đã, đang và sẽ còn đó, vì chính sự hiện diện của người là dấu lạ. Bài tin mừng hé mở cho biết Đức Giêsu là ai? Qua việc so sánh với vua Salomon và ông Jonah, con người đang đứng trước các ông đây còn hơn cả vua Salomon và ông Jonah nữa. Vua Salomon đã xây dựng đền thờ Jerusalem, nhưng Đức Giêsu chính là đền thờ. Ông Jonah đã rao giảng kêu gọi sự ăn năn sám hối, còn Đức Giêsu, nhờ hy tế của người, đã mang lại cho dân một cuộc giải thoát sâu xa khỏi gông cùm tội lỗi, khỏi ách thống trị của sự dữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận biết và tin vào Đức Giêsu. Đang khi rao giảng tin mừng nước trời,
Đức Giê-xu đã dùng quyền năng của Thiên Chúa để chữa lành các bệnh tật và trừ quỷ. Những phép lạ Đức Giê-xu thực hiện đem đến lòng tin, nhưng cũng có thể tăng thêm sự cứng lòng tin đến nỗi muốn loại trừ người. Có thể nói, chính các phép lạ đã dẫn Đức Giê-xu đến cái chết. Các phép lạ người làm đã đào sâu thêm hố ngăn cách giữa người với những kẻ chống đối. Nhưng Đức Giê-xu không trốn tránh. Người đi vào điều cốt yếu, chính người là dấu lạ về tình yêu Thiên Chúa, dấu lạ về sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Đồng thời, người nói đến hậu quả của sự cứng tin trong ngày phán xét. Ngày hôm nay, cuộc đời Đức Giê-xu và cái chết của người vẫn là một dấu lạ cho thế giới và cho mỗi người chúng ta. Biết Đức Giê-xu là ai, là một cuộc hành trình trong suốt cuộc đời, là sống với và lắng nghe người. Dấu lạ đích thực thường lại không lạ gì cả. Đó là những biến cố sâu thẳm trong tâm hồn, có khả năng làm đảo lộn cả một cuộc đời. Đó mới thực sự là phép lạ. Ước gì Đức Giê-xu mãi mãi là dấu lạ cho chúng ta, để qua những vui buồn của cuộc sống hàng ngày, chúng ta nhận ra người đang biến đổi tâm hồn chúng ta. Và ước gì mỗi chúng ta cũng trở thành dấu lạ về tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho những người chung quanh. Amen. Ngày, xin hãy ở cùng con. Ngày, xin đỡ nâng đời con. Xin đồng hành với con, Chúa ơi. Từng ngày, xin biến đổi lòng con. Từng ngày, xin biến đổi tim con. Để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Mexico. 300.000 tín hữu dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại Acatepec. Sáng Chủ nhật 14 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại thành phố Acatepec trước sự tham dự của 300.000 tín hữu. Acatepec, cách thành phố Mexico 30 cây số về hướng bắc, có hơn 1.700.000 dân cư, trong đó có rất nhiều người hàng ngày về thủ đô làm việc. Nơi đây cũng khét tiếng vì nạn săn các phụ nữ để đưa vào kỹ nghệ mại dâm và săn các nam thanh thiếu niên để xung vào các băng đảng ma túy. Thành phố này bị coi là nơi vô luật pháp với các tổ chức tội phạm, nạn ô nhiễm cao độ và nghèo đói trầm trọng. Nơi đây bị coi là nguy hiểm nhất cho phụ nữ và dân chúng nói chung với nạn giết người, bắt cóc và buôn người. Đức Thánh Cha đáp trực thăng tới bãi đậu của Trung tâm Nghiên cứu Cao đẳng Acatepec và tiến về khu vực hành lễ. Dọc đường suốt 9 cây số, hàng ngàn người đứng hai bên đã dành cho ngài cuộc tiếp đón hết sức nồng nhiệt. Gần tới địa điểm hành lễ, đoàn xe của Đức Thánh Cha tiến trên bức thảm họa thật đẹp trên đường đi. Trong số các tu sĩ dự lễ, cũng có chị Angelica Garcia Barrela và chị em thuộc dòng nữ tỷ thừa sai lời Chúa. Các chị đến đây từ hôm trước và ngủ lại tại địa điểm hành lễ để canh giữ các bánh lễ sẽ được thánh hiến và chị cũng giúp phân phát mình thánh Chúa cho các tín hữu ở xa lễ đài.
Sứ vụ chính của các chị ở Acatepec là đi từng nhà chia sẻ lời Chúa với các gia đình. Chị đã từng nói rằng Đức Thánh Cha Francisco là mẫu gương tuyệt hảo về việc loan báo tin mừng bằng sự hiện diện. Chị cũng nói với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng Đức Thánh Cha đến đây để chứng tỏ đức tin và để thay đổi tâm hồn. Niềm tin của Đức Thánh Cha, lòng nhiệt thành và niềm vui của Ngài không phải là điều thoáng qua, nhưng lây sang người khác và có thể thay đổi nhiều điều. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm giám mục và linh mục trong lễ phục màu tím. Lễ đài vĩ đại có mái che cầu vòng được trang trí với những hình vẽ theo văn hóa của thổ dân Aztec, hoa và chim được làm bằng các bông hoa và cánh hoa. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa mùa chay và dựa vào bài tin mừng, Ngài nhắn nhủ các tín hữu hãy vượt thắng ba thứ cám dỗ, như Chúa Giê-xu đã chiến thắng trong trình thuật phúc âm. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong mỗi người chúng ta có tiềm ẩn giấc mơ về Thiên Chúa mà chúng ta cử hành trong mỗi lễ phục sinh, mỗi thánh lễ chúng ta phải tái cử hành, chúng ta là con cái Thiên Chúa. Đó là giấc mơ mà bao nhiêu anh chị em chúng ta đã sống qua dòng lịch sử. Giấc mơ được máu bao nhiêu vị tử đạo xưa và nay làm chứng. Rồi Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, mùa chay, mùa hoán cải, vì hằng ngày ta cảm nghiệm trong cuộc sống, sự kiện, giấc mơ ấy luôn bị cha kẻ dối trá đe dọa, hắn muốn chia rẽ chúng ta, tạo nên một xã hội chia cách và xung đột. Một xã hội của một thiểu số và cho một thiểu số. Bao nhiêu lần chúng ta cảm nghiệm trong thân xác chúng ta hoặc trong gia đình chúng ta, trong gia đình bạn hữu và những người láng giềng của chúng ta, sự đau khổ phát sinh từ sự cảm thấy phẩm giá của tất cả mọi người không được tôn trọng. Bao nhiêu lần chúng ta đã phải khóc và hối hận vì chúng ta không thấy phẩm giá ấy không được tôn trọng nơi người khác. Tôi phải đau lòng mà nói rằng bao nhiêu lần chúng ta mù quáng và dửng dưng trước sự thiếu nhìn nhận phẩm giá của mình và của tha nhân. Mùa chay là mùa điều chỉnh lại các giác quan, mở mắt trước bao nhiêu bất công làm thương tổn trực tiếp giấc mơ và dự án của Thiên Chúa. Cuối thánh lễ, như mọi trưa Chủ nhật, Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu rồi chào thăm Đức Giám mục sở tại. Sau thánh lễ, vào lúc 2 giờ, Đức Thánh Cha đã đến Đại chủng viện giáo phận Morelia, một giáo phận có 600.000 tín hữu Công giáo, để dùng bữa trưa cùng với đoàn tùy tùng. Ngài cũng ghi lại một lời huấn dụ cho các chủng sinh, trong đó Ngài nhắn nhủ các thầy đừng trở thành giáo sĩ nhà nước. Đức Thánh Cha nói, tất cả những người ở trong chủng viện này đang chuẩn bị làm linh mục, cần luôn luôn nghĩ đến Chúa Giê-xu Kitô và mẹ Chí Thánh của người. Ước gì họ được huấn luyện để trở thành các mục tử của dân trung thành với Thiên Chúa, chứ không phải là những giáo sĩ nhà nước. Tin Hy Lạp. Công đồng toàn chính thống giáo sẽ diễn ra tại Crete, Hy Lạp vào tháng 6 năm 2016. Đại công đồng toàn chính thống giáo sẽ diễn ra tại Học viện Chính thống giáo ở đảo Crete, Hy Lạp từ ngày 16 đến 27 tháng 6 năm 2016. Hội đồng các vị lãnh đạo của giáo hội chính thống nhóm họp tại Chambéry gần Geneva đã khẳng định điều này vào ngày 28 tháng Giêng năm 2016. Viorel Ionita, linh mục Rumani, cố vấn cho hội nghị chuẩn bị công đồng, đã nói với trang tin điện tử Công giáo Thụy Sĩ rằng, hội nghị đã diễn ra trong bầu khí tuyệt vời và đầy tình huynh đệ, và mọi tranh chấp giữa 14 giáo hội hiện diện đều được giải quyết. Dù vậy, đã có những mối nghi ngờ nảy sinh trước hội đồng, đặc biệt là về phía Tòa Thượng Phụ Moscow về khả năng thực sự của việc tổ chức công đồng này vào năm 2016. Những chia rẽ giữa các giáo hội và những quan điểm khác nhau về quy chế của công đồng dường như là trở ngại khó vượt qua. Ban đầu, công đồng dự tính sẽ diễn ra tại Istanbul, nơi đặt Tòa Thượng Phụ Constantinopolis, nhưng những căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã buộc phải thay đổi địa điểm. Các chủ đề đã được chính thức thông qua để công đồng xem xét và phê chuẩn là
sứ vụ của giáo hội chính thống trong thế giới hiện nay. Các cộng đồng tín hữu chính thống sống tàn mát, quyền tự trị và cách thực thi quyền này. Bí tích hôn nhân và những ngăn trở, tầm quan trọng của trai tịnh và việc áp dụng vào ngày nay, và các mối quan hệ của giáo hội chính thống với các giáo hội Kitô khác. Trên bình diện thực hành, các quyết định phải được sự đồng thuận của 14 giáo hội trong công đồng. Ngoài ra, các vị lãnh đạo cũng đã quyết định thành lập một ban thư ký toàn chính thống, chi phí ngân sách cho công đồng, cũng như sự tham dự của các quan sát viên ngoài giáo hội chính thống trong phiên họp khai mạc và bế mạc. Các vị lãnh đạo còn bày tỏ sự ủng hộ đối với các Kitô hữu đang bị bách hại ở Trung Đông và vẫn hằng quan tâm lo lắng cho hai vị giáo phẩm của chính thống giáo là Tổng giám mục Paul Zazigi và Tổng giám mục Gregorios Johanna Ibrahim đã bị quân phiến loạn bắt cóc tại làng Aleppo phía bắc Syria từ gần 3 năm qua. Tin Vatican. Hai bổ nhiệm mới cho Quốc vụ viện truyền thông. Quốc vụ viện truyền thông, cơ quan được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập qua tự sắc ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2015 với chủ tịch là Đức ông Dario Eduardo Vigano, đang dần được hình thành. Hôm thứ Ba, mùng 9 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm giám đốc mục vụ thần học cho Quốc vụ viện truyền thông. Đó là một giáo sư đại học người Slovenia, bà Natasha Joveka, hiện phụ trách các khóa hội thảo thần học mang tên Hồng Y Thomas Picklick thuộc trung tâm Aleti ở Roma. Giáo sư Natasha đã có 40 năm nghiên cứu thần học và ngôn ngữ Slovene tại Đại học Ljubljana. Bà đã giành được học vị tiến sĩ truyền giáo học tại Đại học Giáo hoàng Gregorio với một luận án về truyền thông đức tin bằng hình ảnh. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm ông Francesco Massi, cho đến nay đặc trách về kỹ thuật của dịch vụ Internet của Tòa Thánh, làm giám đốc kỹ thuật Quốc vụ viện truyền thông. Quốc vụ viện truyền thông giữ nhiệm vụ phối hợp các cơ quan khác nhau đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông của Tòa Thánh, đặc biệt là Đài Phát thanh Vatican. Tin Tổng giáo phận Huế. Đức Tổng giám mục Francisco Xavier dâng thánh lễ minh niên tại La Vang. Sáng thứ Bảy, 13 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đã chủ tế thánh lễ minh niên mừng năm mới tại Linh đài Đức Mẹ La Vang. Hàng năm, lễ minh niên tại La Vang thường được cử hành vào ngày mùng 3 Tết, nhưng năm nay lại đúng vào dịp thứ tư lễ trò, nên lễ minh niên được tổ chức vào ngày mùng 6 Tết. Đồng tế với Đức Tổng Francisco Xavier có cha tổng đại diện Anton Dương Quỳnh, Đức ông Jerome Nguyễn Ngọc Hàm, quý cha hạt trưởng và đông đảo quý linh mục, nhất là sự tham dự đông đảo của quý khách hành hương gần xa. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục chào cộng đoàn và cầu chúc mọi người sức khỏe, ngày càng biết phó thác vào Mẹ Maria, đặc biệt là trong năm thánh lòng thương xót này, biết cậy trông vào Mẹ để nhận lãnh được lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô con Mẹ. Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Francisco Xavier nhấn mạnh đến tình yêu thương và sự lo lắng của Mẹ Maria đối với cuộc sống của nhân loại. Như trong tiệc cưới tại Cana, Mẹ Maria đã cậy nhờ vào Chúa Giêsu can thiệp để chủ nhà không bị thiếu rượu, để khỏi bị bẽ mặt trong ngày vui. Rồi Đức Tổng giám mục mời gọi cộng đoàn hãy biết tín thác vào Đức Kitô, đặc biệt trong năm Bính Thân này cũng là năm thánh lòng thương xót, để có thể vượt qua những cám dỗ trong cuộc sống đầy sa đọa giữa xã hội hôm nay. Đồng thời cũng biết đem tình yêu của Chúa đến với những người chung quanh. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn hãy noi gương Mẹ Maria, học nơi Mẹ nghệ thuật kiên trì cầu nguyện. Để mở được kho tàng lòng thương xót, Mẹ đã trao cho chúng ta chìa khóa, đó là người bảo gì các ngươi cứ làm theo. Đức Tổng Francisco Xavier cũng mời gọi cộng đoàn trong năm mới Bính Thân cũng là năm lòng thương xót này, biết thưa lên cùng Chúa rằng, lạy Chúa là hạnh phúc đời con, Chúa là gia nghiệp đời con,
Lạy Chúa, con tín thác vào Ngài. Sau thánh lễ, các em thiếu nhi thuộc giáo xứ La Vang chúc mừng năm mới cộng đoàn hành hương với vũ khúc mừng xuân. Rồi Đức Tổng Giám mục nói lời cảm ơn các em, và Ngài cũng nhắc lại việc xây dựng vương cung thánh đường đang tiến triển tốt đẹp. Tiền đường và lễ đài đang xong phần thô. Hy vọng rằng ngày 15 tháng 8 này sẽ hoàn thiện phần lễ đài để có thể dâng thánh lễ kính Đức Mẹ. Đức Tổng Giám mục cũng ngỏ lời chúc mừng năm mới và tri ân tất cả các ân nhân trong cũng như ngoài nước đã rộng tay đóng góp cho công trình xây dựng sớm hoàn thành. Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier ban phép lành năm thánh lòng thương xót đầu năm mới cho cộng đoàn hành hương. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ mùa chay năm 2016 của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm 6 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã có lá thư mục vụ mùa chay gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Nguyên văn lá thư mục vụ như sau. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, 40 phố Nhà Trung, Hà Nội. Kính gửi các linh mục và các tín hữu trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Quý cha và anh chị em thân mến, chúng ta sắp bước vào mùa chay trong năm thánh lòng thương xót. Trong thư mục vụ mùa chay này, tôi muốn cùng các cha và anh chị em suy niệm về lòng thương xót Chúa và áp dụng cụ thể vào mùa chay năm nay để chúng ta sống đích thực là những môn đệ của Chúa Giêsu, đứng là khuôn mặt của lòng thương xót Chúa Cha, để chúng ta trở nên vững bước hơn trong cuộc hành trình đức tin. Số 1. Bản chất của lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa không phải là ý tưởng trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể. Qua đó, Ngài mặc khải tình yêu của Ngài như của một người cha hay một người mẹ, rung động đến tận sâu thẳm của tình yêu dành cho con cái mình. Đức Giêsu là định nghĩa của lòng thương xót Chúa. Trong cuộc đời của mình, Đức Giêsu luôn diễn tả lòng thương xót Chúa với việc rao giảng tin mừng bằng lời nói, hành động và cả sự hiện sinh của người. Chúa Giêsu không chỉ là người tốt lành làm việc thiện cho mọi người, mà Ngài hiến mình chết trên thập giá và phục sinh để tiêu diệt tội lỗi là cội rễ của đau khổ và nối kết con người với Thiên Chúa. Ai xem thấy Đức Giêsu là xem thấy Chúa Cha. Trong Đức Giêsu, Chúa Cha nhìn vào chúng ta với lòng thương xót là khuôn mặt của yêu thương. Ai đón nhận lòng thương xót của Đức Giêsu là đón nhận và kinh nghiệm được lòng thương xót của Chúa Cha. Con Thiên Chúa đến để tìm kiếm những kẻ lạc mất. Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác chúng ta không lầm lẫn lòng thương xót với khuynh hướng phá hủy sự thiện, tức là nhân danh lòng thương xót giả mạo để băng bó các vết thương mà trước đó không chữa trị vết thương. Chỉ chữa trị những triệu chứng mà không chữa căn nguyên của bệnh tật. Lòng thương xót Chúa không phải là sự tha bổng để tự do phạm tội hay làm cho tội không còn phải là sự giữ. Sứ điệp của lòng thương xót Chúa không phải là một sứ điệp của ân sủng rẻ mạt. Thiên Chúa luôn kỳ vọng chúng ta làm điều chính trực và điều thiện. Lòng thương xót không mâu thuẫn với công lý, nhưng trái lại, thể hiện đường lối Chúa vươn đến các tội nhân, cho họ một cơ hội mới để nhìn vào chính mình, hoán cải và tin tưởng. Tự chung, thương xót là ân sủng để chúng ta hoán cải. Số 2. Như đã lãnh nhận lòng thương xót Chúa, chúng ta hãy trao ban lòng thương xót. Chúa Giêsu không chỉ thể hiện lòng thương xót Chúa Cha, mà còn đòi hỏi các môn đệ của người có lòng thương xót, khi Chúa dùng các dụ ngôn về lòng thương xót. Ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Matthew chương 18 câu 33. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, hãy thương xót như cha anh em là đấng có lòng thương xót. Phúc cho ai có lòng thương xót, vì người ấy sẽ được Chúa xót thương. Vì thế, khẩu hiệu của năm thánh này là
hãy thương xót như Chúa Cha. Lòng thương xót Chúa là nguồn sống của Hội Thánh. Khởi đầu mỗi thánh lễ, cộng đoàn Hội Thánh luôn khẩn cầu, lạy Chúa xin thương xót chúng con. Thực thi lòng thương xót là nhiệm vụ của cả Hội Thánh và mỗi người chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco dạy chúng ta, thương xót là nhịp tim đang đập của tin mừng, là điều phải tìm được cách thấm nhập trái tim và tâm trí của mỗi người. Hiền thê của Chúa Kitô phải rập khuôn hành vi của mình như con Thiên Chúa. Đấng đã vươn ra với mọi người, không coi ai là ngoại lệ. Ngôn ngữ và những cử chỉ của giáo hội phải truyền tải lòng thương xót để chạm vào tâm hồn của tất cả mọi người và truyền cảm hứng cho họ một lần nữa để tìm ra con đường dẫn đến Chúa Cha. Số 3. Sống lòng thương xót Chúa trong mùa chay, năm 2016. A. Lãnh nhận lòng thương xót để hoán cải. Đức Thánh Cha thường nhắc nhở giáo hội đi ra bên ngoài để tiếp cận mọi người, là giáo hội mở rộng cánh cửa để mọi người có thể gặp Chúa. Thay vì trở thành những người tài phán ban phát ân sủng, giáo hội phải giúp đỡ các tín hữu lãnh nhận ân sủng Chúa qua các bí tích. Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt khi thứ tha. Lòng thương xót Chúa như con suối không bao giờ cạn, không bao giờ ngừng. Lòng thương xót Chúa là sự tha thứ tội lỗi. Như Đức Thánh Cha đã kêu gọi, chúng ta sẽ tổ chức 24 giờ cho Chúa, từ thứ Sáu đến thứ Bảy, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 3 năm 2016, trước Chúa Nhật thứ Tư mùa chay tại giáo xứ. Mỗi giáo xứ hay những giáo xứ ở gần nhau sẽ tổ chức chầu thánh thể, để mọi người có cơ hội cầu nguyện sốt sắng liên lỉ, nhất là tập thói quen có nhiều khoảng thời gian thinh lặng để cầu nguyện. Trong khi đó, các cha sẽ giải tội cho các tín hữu. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận lòng thương xót Chúa nơi bí tích hòa giải và thánh thể. Xin các cha trong năm thánh và trong mùa chay, hãy tạo điều kiện và giúp cho các tín hữu lãnh nhận ân sủng một cách dễ dàng, nhất là những người đã lâu năm không được xưng tội rước lễ, mà nay không còn bị ngăn trở theo giáo luật, và những người còn sợ hãi, không dám đến nhà thờ vì nhiều lý do. B. Tỏ lòng thương xót cho người khác. Chúng ta hãy thực thi 14 mối thương người, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, chôn xác kẻ chết, lấy lời lành mà khuyên người, dạy dỗ kẻ mua muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dễ ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Đặc biệt hãy nghĩ đến và mở tâm hồn giúp đỡ những ai đang sống ngoài lề xã hội, những người không có tiếng nói, chịu bất công xã hội, những người nhỏ bé, đau khổ, bệnh tật, cô đơn, những người bị tước đoạt nhân phẩm. Chúng ta hãy cố gắng thăm hỏi và đưa những người đã xa rời giáo hội hay đang trong những hoàn cảnh ngoại lệ đến đón nhận lòng thương xót Chúa. Như mọi năm, xin anh chị em hãy quảng đại đóng góp giúp người nghèo và những cộng đoàn nghèo trong tổng giáo phận vào Chúa Nhật thứ Năm mùa chay. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi. Cầu chúc quý cha và anh chị em năm mới tràn đầy lòng thương xót Chúa và một mùa chay thánh thiện. Xin cầu cho Đức Cha phụ tá và cho tôi. Thân ái trong Chúa Kitô. Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày. Năm thánh trong Thánh Kinh nhằm giúp dân sống tình huynh đệ cụ thể, trợ giúp lẫn nhau. Có thể nói đó là năm thánh của lòng thương xót, bởi vì được sống trong việc chân thành tìm kiếm thiện ích của người anh em cần được trợ giúp. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng ngày 10 tháng 2 vừa qua.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày việc thành lập năm thánh trong Thánh Kinh, như kể trong sách Lê-vi. Nó là một thời điểm tột đỉnh của cuộc sống tôn giáo và xã hội của dân Israel. Đức Thánh Cha giải thích năm thánh như sau. Cứ mỗi 50 năm trong ngày đền tội, khi lòng thương xót Chúa được khẩn cầu trên toàn dân, tiếng tù và loan báo một biến cố giải phóng lớn. Theo các chỉ dẫn trong sách Lê-vi, nếu có ai đã bị bó buộc bán đất đai hay nhà cửa của mình, trong năm thánh có thể tái chiếm hữu chúng. Và nếu có ai đã mắc nợ và không thể trả chúng, nên bị bó buộc phải phục vụ chủ nợ, thì có thể được tự do trở về gia đình mình, và có lại được gia tài của mình. Đó đã là một loại tha nợ tổng quát, qua đó mọi người được phép trở về tình trạng ban đầu, với việc xóa bỏ mọi nợ nần, trả lại đất đai, và lại có thể hưởng sự tự do của các thành phần dân Thiên Chúa. Điều này hôm nay chúng ta có thể nghĩ tới nó, và tái suy tư. Mỗi người hãy nghĩ xem mình có quá nhiều không. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, với năm thánh, ai đã trở thành nghèo túng lại có điều cần thiết để sống, và ai đã trở thành giàu có thì trả lại cho người nghèo những gì đã lấy của họ. Mục đích đã là một xã hội dựa trên sự bình đẳng và tình liên đới, nơi sự tự do, đất đai và tiền của lại trở thành một thiện ích cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ của vài người như đang xảy ra bây giờ. Nếu tôi không lầm, hay ít nhiều các con số không chắc chắn, nhưng 80% của cải toàn nhân loại nằm trong tay 20% tổng số dân hoàn cầu. Đây là một năm thánh, và tôi nói lên điều này khi nhắc tới lịch sử cứu rỗi của chúng ta, để hoán cải, để cho con tim chúng ta trở thành lớn lao hơn, quảng đại hơn, là con Thiên Chúa hơn, với nhiều tình yêu hơn. Tôi xin nói với anh chị em một điều, nếu ước mong này, nếu năm thánh này không đi tới các túi, thì không phải là năm thánh đích thật. Và điều này là ở trong Thánh Kinh đấy. Mục đích như tôi đã nói, đó là một xã hội dựa trên sự bình đẳng và tình liên đới, nơi sự tự do, đất đai và tiền của lại trở thành một thiện ích cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ của vài người. Đức Thánh Cha giải thích thêm mục đích của năm thánh như sau. Thật thế, năm thánh có nhiệm vụ giúp dân sống một tình huynh đệ cụ thể, được làm thành bởi việc trợ giúp nhau. Chúng ta có thể nói rằng, năm thánh Kinh Thánh đã là một năm thánh của lòng thương xót, bởi vì được sống trong việc chân thành tìm kiếm thiện ích của người anh em cần được giúp đỡ. Các cơ cấu và luật lệ khác cai quản cuộc sống của dân Thiên Chúa cũng nằm trong đường hướng này, để có thể sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa qua kinh nghiệm của con người. Trong các điều luật này, chúng ta tìm thấy các chỉ dẫn có giá trị cho cả ngày nay nữa, khiến chúng ta suy tư. Chẳng hạn, luật Kinh Thánh dạy đóng thuế thập phân, dành cho các thầy Lê Vi, đặc trách phụng tự, vì các vị không có đất đai, và dành cho người nghèo, trẻ mồ côi, người quá bụa. Nghĩa là người ta thấy trước rằng, 1/10 của việc thu hoạch, hay của các khoản đến từ các sinh hoạt khác, được trao cho những người không được che chở và ở trong tình trạng cần. Như thế để tạo ra các điều kiện thuận tiện cho sự bình đẳng tương đối bên trong dân. Trong đó, tất cả mọi người phải sống như anh chị em với nhau. Cũng có luật liên quan tới các của đầu mùa nữa. Nó là cái gì vậy? Phần đầu tiên của việc thu hoạch mùa màng là phần quý báu nhất, phải được chia sẻ với các thầy Lê Vi và người ngoại quốc, là những người không có ruộng đồng. Và như vậy, đối với họ đất đai cũng là nguồn của thực phẩm và sự sống. Đất thì không được bán đứt, vì đất là của ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà ta. Chúng ta tất cả là khách trọ của Chúa, trong khi chờ đợi quê hương trên trời, được mời gọi khiến cho thế giới tiếp đón chúng ta có thể ở được và nhân bản. Và biết bao của đầu mùa người may mắn hơn có thể cho người đang gặp khó khăn.
điều này cũng xảy ra ngày nay nữa. Trong văn phòng từ thiện của tòa thánh, có biết bao nhiêu thư được gửi tới bên trong có chút tiền. Đây là một phần lương của con để giúp người khác. Và đây là điều đẹp, giúp đỡ người khác, giúp đỡ các tổ chức từ thiện, các nhà thương, các nhà dưỡng lão, cho những người ngoại quốc, người xa lạ và khách qua đường. Chúa Giêsu đã là khách qua đường bên Ai Cập. Chính khi nghĩ tới điều này, Thánh Kinh liên tục khích lệ đáp trả lại các lời xin vay mượn một cách quảng đại, không tính toán hẹp hòi và không đòi lãi không thể trả được. Biết bao gia đình sống trên vỉa hè, nạn nhân của nạn cho vay ăn lời cắt cổ. Chúng ta hãy cầu nguyện để trong năm thánh này, Chúa cất khỏi con tim của tất cả mọi người, ước muốn có nhiều của cải hơn, là nạn cho vay nặng lãi. Ai quảng đại trở lại là người cao cả. Biết bao nhiêu tình trạng cho vay nặng lãi chúng ta bị bó buộc trông thấy, và chúng ta có thể đem tới cho các gia đình biết bao nhiêu khổ đau và âu lo. Và biết bao lần, trong tuyệt vọng, biết bao người kết thúc trong việc quyên sinh, vì họ không chịu đựng được nữa và không có hy vọng, không có bàn tay giơ ra trợ giúp họ, chỉ có bàn tay tới bắt họ trả tiền lãi thôi. Đây là một tội trọng, cho vay nặng lãi là một tội trọng kêu lên tới Thiên Chúa. Trái lại, Chúa đã hứa phước lành cho người mở rộng tay cho đi một cách rộng rãi. Ngài sẽ cho bạn gấp đôi, có lẽ không phải là tiền bạc, nhưng các sự khác, nhưng Chúa sẽ luôn luôn cho bạn gấp đôi. Anh chị em thân mến, sứ điệp Kinh Thánh rất rõ ràng. Can đảm rộng mở cho sự chia sẻ, và đó là lòng thương xót. Và nếu chúng ta muốn lòng thương xót từ Thiên Chúa, thì hãy bắt đầu lòng thương xót giữa chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu lòng thương xót giữa các người đồng hương, giữa các gia đình, giữa các dân tộc, giữa các đại lục. Góp phần vào việc thực hiện một trái đất không có người nghèo, có nghĩa là xây dựng một xã hội không kỳ thị, dựa trên tình liên đới đưa tới việc chia sẻ những gì mình có, trong một việc phân chia các tài nguyên dựa trên tình huynh đệ và công lý. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm khác nhau, trong đó có các đoàn hành hương đến từ Pháp, Anh, Ireland, Croatia, Đài Loan, Hoa Kỳ, Ba Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho nhau trong mùa chay, là thời gian của sự hoán cải, để có thể sống kinh nghiệm lòng thương xót của Chúa và thông truyền nó cho anh chị em nghèo khó nhất. Chào các trẻ em giúp lễ giáo phận Bonzano Presanone do Đức Cha Ivo Muser hướng dẫn, cũng như hiệp hội cho ngai tòa thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói, trong các ngày tới đây, Ngài sẽ tông du Mexico và gặp gỡ Đức Thượng Phụ Kirin bên Cuba. Ngài xin mọi người giúp lời cầu nguyện cho hai biến cố này. Đức Thánh Cha cũng chào các giáo viên và học sinh các trường Baeiro, Braganza, Coimbra, Lisboa, Bồ Đào Nha. Ngài chúc mọi người giống Chúa Giêsu và gặt hái nhiều hoa trái trong mùa chay năm thánh này. Ngài cũng chào ca đoàn thánh Rafka đến từ Liban và các tín hữu Trung Đông. Chào các đoàn hành hương Ba Lan. Đức Thánh Cha nói, mùa chay trong năm thánh là dịp thuận tiện để xin Chúa tha thứ cho mọi sự dữ và mở rộng trái tim cho các công việc bác ái. Ngài cũng chào các giám đốc Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo Giáo phận Italia, thành viên phong trào Giang Tay, và các giáo viên giáo lý giáo phận Concordia, Bordenone, cũng như học sinh nhiều trường khác nhau. Ngài cầu chúc việc bước qua cửa thánh, giúp họ là chứng nhân cho Chúa qua các công tác trợ giúp bác ái. Với người trẻ, các người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nói, lễ cho mở đầu mùa chay bắt đầu lộ trình ơn thánh như một cuộc trở về với Thiên Chúa Cha từ bi. Ngài khích lệ người đau yếu dâng các khổ đau cho ơn hoán cải của những người sống xa Chúa, và nhắn nhủ các đôi tân hôn xây dựng cuộc sống gia đình trên đá tảng tình yêu của Thiên Chúa.
Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, để thấy rõ hơn lòng thương xót của Thiên Chúa, mục Dung Nhan Thương Xót hôm nay xin được tiếp tục phân tích dụ ngôn người cha nhân hậu trong Tin Mừng Luca chương 15 từ câu 11 đến câu 32. Trong phần trước, chúng tôi đã trình bày những đặc tính quan trọng của Thiên Chúa qua hình ảnh của người cha. Hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục phân tích tội lỗi và hành trình trở về của người con thứ, để qua đó phát họa ra cho chúng ta một hành trình trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa. Trước hết, tội của người con thứ tự bản chất là ở chỗ nào? Anh ta đã xin với cha, thưa cha, xin cho con phần gia sản con được hưởng, và người cha đã chia của cải cho các con. Ở đây, chúng ta cần lưu ý đến từ Hy Lạp tôn bion, được sử dụng để chỉ gia sản. Chữ tôn bion có nghĩa là sự sống. Gia sản là cái giúp anh ta sống. Như vậy, người con hoang đàn cương quyết không muốn cha mình xen vào cuộc đời của mình nữa. Xin cho con những gì con được hưởng để con sống theo ý con muốn. Những ai có kinh nghiệm hoán cải đều biết rõ sống mà coi như không có Thiên Chúa sẽ ra sao. Tội của người con hoang đàn, hình ảnh của mọi tội lỗi, là thứ tội muốn tự liệu lý cuộc đời của mình, không muốn phó thác nó cho Thiên Chúa một cách vô điều kiện. Và tội của người con ấy đưa tới đâu? Thưa, đưa tới chỗ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa, sống phóng đãng phung phí tài sản. Trong bản văn Hy Lạp, những động từ, trạng từ, tính từ được sử dụng đều diễn tả sự đi xa của người con, sự phung phí tài sản và cũng như những hệ quả đáng buồn. Câu 16 cho thấy điều kiện sống tồi tệ của nó. Đọc câu này trong ngữ cảnh Semit, chúng ta mới thật sự cảm thấy ngao ngán. Trước hết, ăn uống với nhau có nghĩa là hiệp thông sự sống. Đây là một yếu tố quan trọng trong bữa tiệc ly. Dùng cùng những thức ăn thức uống là đi vào hiệp thông sự sống với các người dự tiệc. Hơn nữa, nơi dân Israel, heo được coi là con vật dơ bẩn nhất, biểu tượng cho sự giữ, sự tha hóa. Người con hoang đàn này còn ao ước ăn đậu mồng dành cho heo nữa, mà chẳng ai cho. Chi tiết này cho thấy, anh ta không còn chút phẩm giá nào, đến nỗi muốn hiệp thông sự sống với heo, muốn sống điều kiện của heo. Cách diễn tả của dụ ngôn bày tỏ sự sâu sắc của bi kịch tội lỗi. Muốn tự liệu lý cuộc đời của mình là không còn sống nữa, là đánh mất ý nghĩa, vẻ đẹp, sức mạnh và bản chất của cuộc đời mình. Người con hoang đàn biết vậy. Rồi điều gì xảy ra? Anh ta hình dung trong trí một lộ trình đi từ giàu có đến nghèo khó. Anh ta đã chọn sự giàu có, muốn làm chủ đời mình, thì giờ đây anh đến trước mặt Thiên Chúa như một người nghèo khó, xưng thú sự hư không của mình. Lộ trình này cũng là lộ trình của bất cứ một cuộc hoán cải nào, và nó diễn ra trong năm bước được trình bày vắn tắt sau đây. Bước thứ nhất của hoán cải là cảm thấy mình đang sống xa cách, không thoải mái. Cuộc hoán cải nào cũng khởi đầu bằng cách nghĩ tới mình, cảm thấy mình xấu và đương nhiên muốn được tốt. Chúng ta cần lưu ý câu 17. Biết bao người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta thì... Người con hoang đàn cũng cảm nghiệm nỗi cơ cực của mình khi đối chiếu với những người làm công ở nhà cha. Như vậy, bước đầu trở về nhà, trở về với Thiên Chúa là nhận ra sự xa cách, sự tha hóa
và sự lầm than của mình. Bước thứ hai là nhớ về nhà cha khi thấy sự tương phản giữa cái đói mình đang phải chịu và cơm dư gạo thừa mà những người làm công, những người không phải là con cái, đang được hưởng ở nhà. Bước thứ ba là nhận ra sự lưu đày trong chính nội tâm của mình. Đây là kết quả của hai yếu tố, nhận thấy mình khốn khổ và hồi tưởng sự sung túc đã mất. Nhận ra sự xa cách thì chưa đủ đâu, phải biết rằng cái cội rễ sâu xa của sự dữ là xa lìa Thiên Chúa. Thưa cha, con đã đắc tội với trời và với cha, con chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Lưu đày là xa lìa đấng yêu thương ta vô vàn, là bỏ mất nhà cha vì phạm tội. Bước thứ tư là hướng tới tương lai. Khi đã nhận ra sự lưu đày trong chính nội tâm của mình, thì quyết định từ bỏ quá khứ và hướng tới tương lai, muốn làm lại cuộc đời ở nhà cha. Vì sao? Vì ở đó có người cha tốt lành và yêu thương. Hoán cải mà không có bước thứ tư này sẽ không có kết quả. Quả thật, sau khi đã nhận ra tình trạng của mình, còn phải tin tưởng và hy vọng có thể lặp lại cuộc đời. Bi kịch của Giuđa khác với bi kịch của Phêrô là ở điểm này. Cả hai đều phản bội Chúa. Tội của Phêrô thậm chí còn nặng hơn vì ông đã nhận được nhiều hơn. Nhưng Giuđa thì dừng lại ở bước thứ ba, đau đớn vì xa lìa Chúa. Giuđa đã không dám bước đi tiếp, không dám tin tưởng và hy vọng vào Chúa. Ngược lại, Phêrô đã khóc lóc, nhưng còn tin vào ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Bước thứ năm, và cũng là bước cuối cùng, đứng lên đi về cùng cha. Tất cả những gì nói trong bốn bước trên đây phải được thể hiện bằng một hành động cụ thể là đi về nhà cha. Hành động này được gọi là sự giao hòa bí tích, bày tỏ bên ngoài điều đang xảy ra bên trong tâm hồn. Thiếu quyết định dứt khoát này, sự hoán cải vẫn chỉ là một ước muốn đạo đức và sẽ không thể hiện trong một cuộc sống mới, làm thay đổi vận mệnh một con người. Chính nhờ biết quyết định như vậy mà người con hoang đàn tìm lại được sự tự do của mình và trở lại làm một người nghèo. Người con hoang đàn đã thực sự hoán cải là ở điểm đó. Con chẳng còn là con cha nữa, xin cha coi con như một người làm công cho cha vậy. Anh ta hoàn toàn để cho cha định liệu mọi sự. Cha muốn làm gì về con thì làm, con không muốn liệu lý cuộc đời của con nữa, mà để cha liệu lý cho con, vì cha là cha của con mà. Con đường giải thoát là con đường thoát khỏi mình để sống cho cha, hướng về Thiên Chúa một cách hoàn toàn và vô điều kiện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối trong loạt bài phân tích dụ ngôn người cha nhân hậu để thấy rõ lòng thương xót của Thiên Chúa. Bài viết do Linh Mục Mikae Trần Đình Quảng chuyển dịch từ tác phẩm Trong Ký ức Đấng Cứu Thế của tác giả Bruno Forte. Một dung nhan thương xót, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện. Ở thị trấn Cổ Kính phía bắc nước Pháp, có một người phụ nữ trung niên có cuộc sống bình dị với cửa hàng nhỏ bán tạp hóa. Cô có chồng và một cô con gái đang học đại học. Ngoài ra, cô còn phải chăm sóc người cha già yếu lú lẫn. Cuộc sống gia đình khá buồn tẻ và thiếu thốn. Khi còn là một thiếu nữ, cô từng ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, được sở hữu xe hơi, quần áo và những chiếc túi xách hàng hiệu.
Trong lúc đang cần tiền để lo cho gia đình, cô bỗng trở thành tỷ phú vì trúng tấm vé số với 18 triệu euro. Số tiền này đủ cho cô thực hiện mọi ước mơ và sống dư dả suốt phần đời còn lại. Không như cô suy nghĩ, người chồng của cô đã lấy cắp tấm vé số và toàn bộ số tiền thưởng. Cô không chỉ mất tiền mà còn mất đi tình yêu và sự tin tưởng. Sau một thời gian bị lương tâm dằn vặt, chồng cô đã trả lại số tiền thưởng, nhưng cô không nhận vì cô đã tìm thấy nhiều giá trị và ý nghĩa hơn cả tiền bạc. Quý vị và các bạn thân mến, khi cuộc sống bần cùng túng thiếu, người ta cần có nhiều tiền để giải quyết và đáp ứng những nhu cầu cần thiết. Nhưng cô gái trên đã vượt qua sự thiếu thốn của tiền bạc và tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời mình. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu sử dụng tiền, vì đó là phương tiện hữu hiệu để giải quyết những khó khăn. Tuy nhiên, có một nhu cầu sâu kín căn bản nhất là nhu cầu tâm linh. Có những người sở hữu nhiều của cải tiền bạc, nhưng họ vẫn cảm thấy cô đơn, lạc lõng, vì không có ai để chia sẻ buồn vui. Trái lại, có người xem như nghèo nàn, nhưng tâm hồn họ luôn an vui tự tại. Ai đó đã từng nói, tiền mua được chiếc giường quý giá, nhưng không thể mua được giấc ngủ ngon. Tiền có thể mua được sự nổi tiếng, nhưng không mua được lòng kính trọng. Người ta có thể bỏ tiền ra để mua lấy bạn bè và những người đầy tớ, nhưng không ai mua được người tri âm tri kỷ. Tiền có thể mua được kiến thức, nhưng không mua được nhân đức. Tiền là cần thiết và có giá trị nhất định, nhưng không phải là tất cả. Ai tôn thờ tiền bạc sẽ bị nó sai khiến. Thái độ say mê tiền bạc dễ làm cho con người ra mù quáng. Bao nhiêu bi kịch xảy ra đều do thói tham lam tiền bạc. Bao nhiêu mối quan hệ xã hội và gia đình đổ vỡ vì tranh chấp tiền bạc. Người ta vì tiền mà sẵn sàng làm điều xấu, kể cả bán rẻ lương tâm và nhân phẩm. Tiền bạc là gốc rễ mọi điều ác và xấu xa. Tác giả sách Châm Ngôn đã khẳng định, người trung tín được dư đầy phúc lành, kẻ muốn mau giàu sẽ không thoát khỏi hình phạt. Người ta có thể phạm tội chỉ vì một mẩu bánh. Người xấu bụng chạy theo tiền của, đâu biết rằng cảnh nghèo sắp ập đến bên mình. Ai bố thí cho người nghèo sẽ chẳng hề túng thiếu, còn ai cứ nhắm mắt làm ngơ sẽ phải chịu bao lời nguyền rủa. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh chúng ta phải có thái độ đúng đắn với tiền bạc. Người nói, không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người Kitô hữu phải đặt Thiên Chúa trên mọi thực tại trần gian. Tiền bạc và tất cả những phương tiện đều do Chúa ban để tôn vinh Chúa và phục vụ tha nhân. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã khước từ địa vị làm con Thiên Chúa. Người đã mặc lấy thân nô lệ để cảm thông với mọi nỗi thiếu thốn yếu hèn của con người. Chúa Giêsu đã hòa mình sống giữa nhân loại, vui với người vui, chia sẻ với những ai đang mang gánh nặng của đau khổ và tội lỗi. Người mời gọi chúng ta, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Lạy Chúa Giêsu, có gánh nào nặng cho bằng gánh nặng của hận thù ghen ghét? Có ách nào nhục nhã ê chề
cho bằng ách của nô lệ đam mê tội lỗi. Ách nào cũng làm con người run rẩy sợ hãi, gánh nào cũng làm con người mỏi gối chùng chân. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa để được nâng đỡ ủi an. Tiền bạc có thể đem đến cho chúng con niềm vui mau qua nhất thời. Xin cho chúng con biết tìm nơi Chúa là nguồn vui trọn hảo bền vững. Một khi có Chúa đồng hành nâng đỡ, chúng con sẽ vượt qua tất cả, sẽ tìm thấy niềm vui và sự bình an trong tâm hồn. Amen. Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con, để con được chẳng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy, con được chọn cho mãi là của con nhìn nhận Chúa. Chỉ nguồn tình chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.